Chào bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật với lăn căn kính. Và lăn căn kính thì như các bạn biết là nó khá là phức tạp và rắc rối trong Revit đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái thủ thuật để các bạn khắc phục cái điều này. Nội dung của bài học sẽ bao gồm ấy là tạo lăn căn kính với công cụ Rail. Và trong đấy sẽ kết hợp với bạn, hướng dẫn các bạn tạo profile cho đối tượng là Railing. Quay trở lại cái bài học của chúng ta. Thì trong bài học trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra những cái loại lăn căn kính và khắc phục những cái lỗi khi chúng ta thiếu hụt những cái đoạn lan can kính trong việc dựng lan can trong Revit rồi. Thì tuy nhiên ấy, khi bạn mà làm việc mà có những cái đối tượng mà lan can cong như này, hoặc là những cái kích thước mà nó quá lẻ, thì việc chúng ta ngồi dựng từng cái như này rất là mất công. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật để các bạn có thể làm cái điều này một cách dễ hơn. Đó là như sau. Chúng ta ấy, các bạn hiểu là trong bài học trước thì mình hướng dẫn các bạn làm lan can kính bằng luster rồi. Nhưng ấy, chúng ta có thể tạo lan can kính từ công cụ rail, từ cái rail này này. Và làm từ rail này thì nó sẽ dễ hơn một chút. Ok. Thì để làm cái lan can kính bằng rail ấy thì đầu tiên các bạn phải tạo ra một cái profile cho cái rail. Thì như sau. Mình sẽ vào new, vào family. Đấy, mình sẽ tạo family. Và family chúng ta cần tạo đó là family metric profile của rail. Các bạn vào đây và mình open. Được chưa? Thì đây là cái môi trường giúp các bạn tạo ra cái hình dáng tiết diện của cái rail ấy. Đấy. Thì vào đây rồi thì các bạn thao tác như mình như sau. Các bạn sẽ các bạn tạo cho mình sử dụng cái lệnh line này này. Và các bạn sử dụng cái rectangle này. Các bạn vẽ cho mình một cái hình chữ nhật như này nhỉ. Dạ. Sau đấy thì các bạn sử dụng cái lệnh align này này, các bạn khóa lệnh align gióng này, bắt vào đây, khóa nó lại cái này về cho mình nhá. Được chưa? Rồi. Sau đấy thì các bạn sẽ sử dụng lệnh dim. Lệnh dim để làm gì? Lệnh dim để các bạn kiểm soát hai thứ. Một là kiểm soát cái độ dày của cái rail này. Hai là kiểm soát độ dài cũng độ cao của rail này. Để giúp các bạn là vì mình sẽ dùng cái rail này cho cái kính ấy, nên các bạn sẽ kiểm soát đó là chiều cao và độ dày của tấm kính. Dạ, thì các bạn sử dụng cái lệnh dim cho mình. Các bạn ấn DI. Sau các bạn dim như này này, dim này. Dim vào đây nhá, dim vào trục này này. Dim vào đây. Dim vào đây. Đấy, sau đấy các bạn kích vào EQ. Để nó là hai cái đoạn này, EQ là equal ấy, tức là hai cái đoạn này, cái đoạn này và đoạn này nó sẽ luôn bằng nhau. Sau đấy thì các bạn sử dụng cái lệnh dim tiếp, các bạn ấn DI, kích vào đây, kéo ra này. Đấy. Và tương tự các bạn kích vào đây, kéo ra này. Chúng ta đã có được hai cái dim. Và bây giờ các bạn muốn là kiểm soát cái chiều dài của tấm kính. Giả sử các bạn muốn là cái chiều dài đấy có thể thay đổi được, thì các bạn phải tạo cho nó một cái thông số. Và cách tạo thông số thì các bạn sẽ kích vào cái dim này. Add cho nó một cái parameter, mình gọi đây là glass thickness chẳng hạn. Độ dày của kính. Ok chưa? Rồi. Thì cái này sẽ là chiều cao. 2. Được chưa? Ok. Rồi. Các bạn sẽ vào đây thử xem. Ví dụ kính ra dày 12 phần. Đấy. Tấm kính này cao 750. Đấy. Thì bạn nào mà chưa bao giờ làm cái này thì bạn này sẽ chắc là sẽ rất là lạ đúng không? Bởi vì đây là những cái kiến thức liên quan đến family rồi. Và những kiến thức này là những kiến thức rất là đặc biệt. Và người nào làm Revit chuyên nghiệp thì nên phải biết làm những cái này bạn nhá. Bởi vì rõ ràng trong thực tế thì đôi khi ít khi chúng ta có đầy đủ các cái đồ, các thư viện, các family để chúng ta dùng lắm. Nhưng mà phải một là download, hai là phải tự làm. Và cái làm những cái family này là những cái rất đơn giản mà các bạn phải biết nhá. Những cái như là cái profile này rất là đơn giản thôi. Sau khi các bạn làm ra này rồi thì các bạn sẽ lưu vào máy tính, các bạn sẽ lưu vào máy tính. Giả sử mình save vào desktop. Đây ví dụ như là profile glass rail chẳng hạn. Một option mình kích chọn một, save. Rồi mình sẽ load vào dự án của mình. Đấy, cái bài mình đang học là bài phê bài này. Ok. Rồi chúng ta đã có cái family profile rồi, các bạn vào đây. Đây này, các bạn vào profile này. Đây, cái của chúng ta đây. Đấy.
Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta có kích thước thay đổi đây được này, được chưa? Rồi. Thế giờ chúng ta sẽ giả sử mình sẽ chỉnh sửa được cái lan can này. Mình edit nhá. Mình double click nó lên. Rồi. Thì mình sẽ vào baluster placement. Ở đây thì mình sẽ xóa hết. Bởi vì mình sẽ không cần các tấm kính này nữa. Ở đây mình chỉ giữ lại duy nhất là một cái thanh dọc để ngăn giữa các tấm kính thôi. Thì mình sẽ chọn cho nó cái thanh dọc round 20 đi. Rồi, square đi. Square 20. Cái này là chân nó sẽ là horse, đỉnh sẽ là top rail. Được chưa? Khoảng cách là nó sẽ là 900. Ok. Ở đây thì các bạn chọn là Extension End. Rồi. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhiệm vụ là sẽ cho một cái tấm kính ở đây. Thì làm như sao nào? Các bạn vào Edit Time. Các bạn vào Rolling. Ở đây chúng ta có hai thanh rồi. Thì chúng ta sẽ phải thêm một thanh nữa. Các bạn Insert nó vào. Và thanh này nó sẽ nằm giữa hai thanh này. Thì mình up nó lên. Đấy chưa? Mình đổi tên cho nó là kính chẳng hạn. Ok. Cái quan trọng ở đây các bạn sẽ thiết lập cho nó là cái loại profile. Đấy. Được chưa? Cái profile này đang có kích thước là 750 đúng không? Đấy, 150, 900 không phải 750 đâu. 900 là 150, 750. Rồi, cái chiều cao ấy thì các bạn lưu ý cho mình là cái rail này nó sẽ tính từ trên đi xuống nên mình sẽ cho nó đây là 900 để cái tấm kính nó sẽ kịch vào đây. Được chưa? Các bạn có thể thiết lập đây là vật liệu kính này. Các bạn cho nó là kính. Các cái thanh rail này mình sẽ nó là gỗ chẳng hạn. Mình chọn gỗ bất kỳ nhé. Rồi, apply. Đấy. Tuyệt vời chưa? Rất là dễ dàng để tạo ra một cái tấm kính đúng không? Đấy. Quá ok. Ở đây chỉ có hơi lỗi một chút là mình cho cái tấm kính này hơi cao. Các bạn đẩy nó xuống một tí là được. Và với cách này thì các bạn thấy đấy, chúng ta áp dụng vào cái thang tròn là một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả. Đây. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không? Đấy. Chúng ta có tấm kính thôi. Đấy. Thì với cái thủ thuật này thì giúp các bạn đó là sẽ tạo ra được cái lan can kính một cách rất là dễ dàng mà không phải quá bận tâm về việc căn chỉnh từng tấm như này. Thì đây là một cái thủ thuật mà các bạn nên biết với lan can kính trong Revit. Và mình hy vọng là cái thủ thuật này nó sẽ giúp các bạn giải quyết rất là nhiều cái vấn đề khi chúng ta dựng lan can kính trong Revit và dùng lan can kính để thiết kế trong Revit với các công trình kiến trúc của chúng ta. Như vậy bài học hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo lan can kính với rail, đồng thời với đó cũng giúp các bạn làm một chút cái việc tạo ra một cái profile cho cái rail, từ đó giúp các bạn hiểu thêm một chút về việc tạo ra các family profile hay là tạo ra các thông số kiểm soát family trong Revit. Mình rất mong các bạn có thể sau cái chuỗi bài học hướng dẫn thang và lan can này có thể làm chủ hai công cụ này trong Revit một cách thuần thục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.